Thì hôm nay mình sẽ làm về cái clip test cái máy bơm mini này, là bơm màng nha. Bơm này bơm tự mồi ha. Những cái qua là các bạn hay làm máy rót rượu hay là máy bơm rửa tay, bơm còn rửa tay đó, hay là bơm nước hẹn giờ tự động không cần mồi á. Thì đây, đây là không có lớp bê nha, thì nước rồi. Đây, thì đây là cái đầu bên ngoài này, là cái đầu vào, còn bên đây là đầu ra đó. Không cần tự mồi ha. Thì nó chạy điện, cái này của mình mua là điện áp sẵn 6V là maximum thôi, nhưng mình xài pin 1S 3.7 thôi, nhưng mà nó chạy rất là tốt rồi. 6V thì nó sẽ không có bệnh cái màng bơm ha. Các bạn mua về các bạn có thể chế rất là nhiều thứ ha, và có thể chế những cái bơm tự mồi tưới cây này kia rất là tốt. Ở đây mình sẽ test trước, ở đây mình có cái nguồn này, đây mình có cái nguồn là cái nguồn 4.2 này, khoảng 4V nè. Mình sẽ cắm vô, cái này bạn cắm cực nào cũng được ha, tại này là motor chổi than cho nên là không có cần thiết gì cái phần cắm dùng cực nó không sao ha. Đây mình sẽ test rồi đó, bạn thấy cái áp lực nước nó rất là mạnh nha. Mình bơm nó lưu lượng nó cũng khá là cao á, cái này mình nhắm này ở khoảng là 1,5 lít đổ lại cho 1 phút ha. Mình thấy nó rất là mạnh đó. Ở bạn thấy cái áp lực của nó mạnh không? Đây là mình chỉ sử dụng pin chỉ có 1S thôi đó, là nó đã mạnh như vậy rồi. Một xe pin 1650 thôi, và nó đã rất là mạnh như vậy rồi ha. Đó.